ten 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 ten. Đây là một mùi hương cực kỳ đặc biệt. Các bạn biết mùi của cần sa chứ? Thích đúng không? Tôi khẳng định luôn, nhiều ông nghe xong khoái. Ngày xưa thì tôi có làm một con, đó là con Kinski by Kinski. Sau đó thì rất là nhiều ông đi tìm nhưng mà không mua được. Tôi biết rất là khó. Thời gian gần đây thì tôi cũng làm những cái con phổ thông nhiều hơn, nhưng mà vẫn muốn thỉnh thoảng lên những cái mùi hương cực kỳ đặc biệt. Và trên tay mình đây là Ganja của Com de Garçons. Con này mà hôm nào mùa thu man mát, xe xe xong rồi kiểu vừa mưa xong ngồi ở ban công chiêu chiêu làm tí phịt lên người xong rồi làm tí khói nữa thì tuyệt vời luôn. Còn mùi hương của em nó như thế nào thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong video lần này nhá. Trước tiên thì mình cũng phải nói với các bạn rằng là cái tên của chai nước hoa này nó cũng là một cái tên gọi khác của cần sa. Trước nữa thì cũng đã làm review về một mùi hương của nhà Born to Stand Out, đó là Marijin. Thì cái tên của nó cũng là một trong những cái tên cực kỳ đặc biệt. Tóm lại là cần sa thì ở trên thế giới nó có rất là nhiều những cái tên gọi khác. Thì Ganja là một trong những cái cách gọi khác của cái chất cấm này ở Việt Nam nhá. Đó. Và chai nước hoa này thì ở trên tay mình đây đang là chai 30ml thôi. Giá thành của nó trên thị trường nếu mà các bạn tìm mua thì đâu đó khoảng tầm 2-3 củ khoai. Nhưng mà nói thật là cũng có phần hơi khó mua. Ở bên nào, bạn nào ở bên Nhật thì các bạn sẽ tìm thấy mùi hương này dễ hơn. Thiết kế của nó thì các bạn cũng có thể nhìn thấy nó khá khác so với những cái thiết kế của Com de Garçons. Tại vì thường những thiết kế của Com de Garçons đợt trước mình làm review ấy, các bạn có thể thấy trên kênh mình là nó không đứng được. Nó không phải thiết kế cái kiểu như này, mà nó thường là những cái thiết kế có thể phải bầy nằm khá là tốn diện tích. Đó, chai này thì cũng là nắp 5 châm luôn này. Đó, không xoay thôi, nhưng mà nó là nắp 5 châm hít. Đó, chai thì rất là nhỏ gọn, kiểu đút túi quần, đút túi quần, đút túi quần đó. Về phần vòi xịt của em nói thì mình sẽ cho các bạn nhìn. Đó, vòi xịt thì cá nhân tôi thì tôi thấy vòi xịt này với cái lượng tia nó bắn ra nó hơi ít. Nhưng mà cũng có thể do cái dung tích mưu nữa. Còn kiểu nó có phun xương các kiểu hay không thì thôi cũng không mong. Cái mình quan tâm nhiều nhất đó là về phần mùi thôi. Ôi, ui, như hiểu thằng nào đang ngồi hút khẩn đấy vậy. Giống vãi. Khi các bạn xịt cái mùi hương của Ganja ra ấy, khi mà nó vừa mà ra khỏi cái chai nước hoa thôi thì các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi cần tươi. Thực ra thì các bạn nhận thấy mùi thảo mộc tươi, nét đắng, ngải cứu nhiều hơn. Đấy, cái vai kiểu như thế. Nhưng mà chỉ sau khoảng tầm đâu đó 5-10 phút thôi thì mùi cần sa lên rất rất rõ. Thực ra thì bảo là mùi cần sa tả thế nào thì các bạn sẽ ngửi thấy mùi xanh này, đắng, ngái. Con này thì nó không bị cái cảm giác bị nhớp, bị cái kiểu hơi ẩm quá. Mà con này nó khá là tươi. Nó không phải kiểu là dầm ra nước như là ở cái con Kinski by Kinski. Một trong những cái mùi xà cân mà mình gọi là chắc là mình đến bây giờ mình vẫn ưng nhất, mặc dù là mình có thử con này thì mình thích theo hơi hướng khác. Nhưng mà với con Kinski thì nó có cảm giác nhớp hơi kiểu bẩn đất dính dính một tí. Con này thì nó tươi và nó khô xanh nhiều hơn ở phần tốp nốt. Sau 15 phút thì các bạn nhận thấy rằng là nó cái giảm độ tươi nó giảm xuống. Và các bạn nhận thấy bắt đầu mùi hương bắt đầu nó tối xuống. Đắng, xanh, tối, ngái rất là rõ rệt. Ở khoảng giữa khi mà 30 phút ở trên da thì mùi hương của Ganja này nó sẽ biến chuyển theo hơi hướng bắt đầu lên khói. Nó như kiểu là chúng ta bắt đầu vo những cái viên vào và sau đó chúng ta sẽ cắm vào một cái bong hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái cuốn thành những cái điếu để chúng ta hút. Thì bắt đầu lúc bạn châm lửa vào bắt đầu mùi lửa nó tiếp xúc với cái mùi cần sa, xong đó nó sẽ mang cái hơi hướng là khói cháy bén nhẹ vào trong và nó chưa bị khét đâu nhá. Ở cái mà mình thích của con Ganja này là nó làm khá cân bằng, không quá xanh, không quá nhớp, không quá ngái, không quá đắng, cũng không quá khói. Mọi thứ nó giữ ở cái cảm giác rất vừa phải và dễ chịu. Thậm chí rằng đối với mình thì Ganja nó còn khá là sạch sẽ và chỉn chu. Có thể nói đây là một trong những cái mùi mà thuộc cái chai nước hoa là mùi cần sa mà dễ ngửi, dễ hình dung, dễ thích nhất.
Hôm mà tôi xịt con này ở bên cu em Trung Sensio của thằng em tôi thì nó bảo là anh xịt con này cẩn thận anh đi ra chốt là bị bắt đấy. Thì tôi lúc đầu cũng không tin đâu. Xong rồi tôi phịt thử thì công nhận đi đường thì mùi hương nó tỏa lên tay lên mũi của tôi khá là tốt, mặc dù tôi xịt ở phần mu bàn tay này nhá. Tôi lái xe thì tôi thấy mùi hương nó tỏa khá tốt, và nếu như ngày xưa tôi còn đi làm ở công an ấy thì tôi nghĩ rằng là chẳng may tôi mà đi qua ông nào mà có ngửi xịt mùi hương này có khi tôi bớ lại thật để kiểm tra hành chính. Nhưng mà phải nói rằng là em nó rất rất giống và em nó làm rất là tròn trịa, chỉn chu chứ không bị một cái nét nào quá là rõ rệt. Ở cái phần dry down cuối cùng ở trên da, những cái gì mình phải đưa sát lên mũi có thể ngửi thấy đó là một cái mùi thảo mộc xanh nhẹ nhẹ. Lúc này thì cái nét đắng và ngái thì nó đã gần như là nó trôi qua hết rồi. Một cái mùi kiểu xà cân nó sẽ là ở trong những cái túi ni lông ấy, và rồi ta đã sử dụng hết rồi, cái túi đấy nó ám lại mùi thôi. Toàn bộ là những cái gì ở trên da khi tôi nghĩ là khoảng tầm 5 tiếng ở trên da thì nó sẽ còn lại cái mùi của một cái túi đựng cần sa đã sử dụng hết. Thì đây là một trong những cái mùi mà phải nói rằng rất 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 hay ho, các bạn có thể dễ tìm, đặc biệt là những người nào đang sinh sống ở Nhật hoặc là những bạn nào là kiểu có cái mối nào để mua được cái thương hiệu Com Đường Ác Xăng này thì các bạn có thể hỏi con Ganja. Thì mình cũng có hỏi cô em chung của mình là con này có khó mua không, bảo không, nếu mà chịu khó tìm thì vẫn có thể có những cái kèo đâu đó 30ml khoảng tầm hơn 2 triệu thế thôi, 2,5 triệu tầm đấy, 3 triệu là thừa sức có thể tìm được rồi. Thì hôm nay làm cái video nhanh thôi để giới thiệu với các bạn một trong những cái mùi hương rất 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 đặc biệt. Con này tôi không biết là tôi có đăng lên TikTok không, tại vì TikTok mà tôi nói những cái từ vừa rồi ra khả năng là ăn gậy ngay. Đó. Về cái phần hiệu năng của con Ganja của Com Đường Ác Xăng ấy thì trên da mình con này nó sẽ tỏa tốt khoảng tầm hơn nửa cánh tay, đâu đó kéo dài được khoảng tầm 30 phút cho đến 45 phút, và sau đó thì bắt đầu nó nhẹ dần xuống, kể cái từ phần hiệu năng khi mà càng ở lâu trên da thì mùi hương nó nhanh chóng thành skin scent thôi. Có nghĩa là tầm 2 tiếng thôi là các bạn thấy mùi hương bắt đầu nó nhẹ dần rồi. Cái nữa đó chính là cái độ lưu hương chính xác ở trên da mình thì mùi hương này khoảng tầm 5 đến 6 tiếng nhá. 5 đến 6 tiếng, có hôm tôi đi quay với cô bé Ngọc thì cô thấy con này tôi xịt buổi trưa khoảng tầm lúc bọn tôi quay là khoảng tầm 9 giờ hơn cho đến tầm 13 giờ 14 giờ thì tôi thấy bắt đầu con này nhẹ dần, và đến tầm chiều với là nó hết sạch mùi rồi. Đấy thì cũng là một cái lưu ý, tại vì thực ra cái nhóm mùi này không phải là một cái nhóm mùi mà ta nghiêng về hiệu năng tốt, mà người ta sẽ có một cái sự tò mò muốn trải nghiệm nước hoa mùi xà cân như thế nào thôi. Hoặc là với những anh em nào tự nhận mình low key, tự nhận mình có cái hơi hướng nó underground, nó tìm một cái mùi hương đặc biệt, hoặc đơn giản là xịt để chill vào buổi tối, thì đây là một trong những con như vậy. Con này nghiêm cấm nhá, nghiêm cấm là anh em xịt đi hẹn hò, nghiêm cấm anh em xịt ra mắt nhà người yêu, kiểu ra mắt bố mẹ người yêu nhá, hoặc là đi làm ở môi trường kiểu nhà nước nhá, thì anh em sẽ bị hiểu lầm rất rất nhiều, thậm chí là bị mang đi test ma túy luôn. Nên là với cá nhân tôi, mặc dù đây là một trong những con rất hay ho và thú vị, còn nếu mà bạn nghĩ rằng là tân là một cái mùi nó phải hôi hôi các thứ thì không phải nhá. Đây là mùi xà cân tươi, tươi, rất tươi, rất chân thật, đủ khói, đủ đắng, đủ ngái, và là một trong những lựa chọn mới mẻ ở trong cái việc mà lựa chọn mùi hương đặc biệt Ganja của Com Đường Ác Xăng. Yeah. Nếu mà đã từng dùng qua thì rất mong các bạn feedback cảm nhận ở bên dưới, hoặc là các bạn có những cái con xà cân nào hay ho và thú vị bình luận bên dưới nhá. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.